trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn trận đánh then chốt mở màn chiến dịch xuân hè 1972 trên chiến trường B2. Năm 1972, trước những thời cơ chiến lược mới của cách mạng, quân ủy, bộ chỉ huy miền B2 quyết định mở chiến dịch phản công xuân hè 1972, mang tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với mục tiêu chủ yếu là đánh quỵ về cơ bản quân đoàn 3 và lực lượng tổng chủ bị chiến lược của quân Ngụy Sài Gòn. Tiến công ngăn chặn và đánh bại cơ bản kế hoạch bình định của địch ở đồng bằng sông Cửu Long và địa bàn quanh Sài Gòn gia định. Trong chiến dịch quan trọng này, sư đoàn 5 quân giải phóng miền được tăng cường trung đoàn 3, sư đoàn 9, hai đại đội xe tăng và hai tiểu đoàn pháo binh, đảm nhiệm thực hiện trận đánh then chốt tiêu diệt địch tại cứ điểm Lộc Ninh, mở màn cho chiến dịch. Thị trấn Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long, nay là tỉnh Bình Phước, cách thị xã An Lộc 32 km về phía bắc là một thị trấn cửa ngõ biên giới Việt Nam Campuchia, giao điểm của hai con đường số 13 và 14 đi sở Nuôn nu và Bù Đốp. Lộc Ninh được Mỹ Ngụy xây dựng thành một cụm cứ điểm kiên cố để ngăn chặn ta tiến công thâm nhập từ biên giới vào sâu trong nội địa. Từ năm 1970, địch tăng cường xây dựng Lộc Ninh trở thành trung tâm chỉ huy hành quân phản kích, đánh phá của địch vào các vùng căn cứ của ta ngoài biên giới. Chúng xây dựng Lộc Ninh thành cụm điểm tựa kiên cố với ba khu vực phòng thủ chính với quân số trên 4.500 tên, 16 khẩu pháo 105 đến 155 ly, cùng 170 xe tăng, thiết giáp trực tiếp phối hợp hỗ trợ tham chiến. Địch tổ chức trận địa phòng thủ tại đây rất kiên cố, bên ngoài có 10 lớp rào dây thép gai, bên trong địch đào hào chống tăng và bố trí công sự trận địa rất chắc chắn. Khu vực chủ yếu gồm sở chỉ huy chiến đoàn và hai tiểu đoàn của chiến đoàn 9. Tại sở chỉ huy chiến đoàn và khu vực sân bay giá chiến, địch bố trí hệ thống hầm, công sự chắc chắn liên kết giữa các lô cốt là nhiều đoạn giao thông hào có nắp. Tuyến phòng thủ vòng ngoài gồm một trung đoàn thiết giáp số 1, tiểu đoàn 74 biệt động và các đồn bảo an. Với lực lượng đông, nhiều xe tăng, pháo binh và tổ chức phòng ngự rất kiên cố. Cụm cứ điểm Lộc Ninh được quân ngụy mệnh danh là bức thành thép ngăn chặn Việt Cộng từ hướng Tây Bắc tiến về Sài Gòn. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trận đánh quan trọng và là trận đánh hợp đồng binh chủng đầu tiên của sư đoàn, ngay từ đầu năm 1972, từ Đảng ủy sư đoàn 5 đến các đơn vị, cơ sở toàn sư đoàn đã tiến hành các hội nghị đảng ủy, chi bộ và các hoạt động quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm chiến đấu cao cho bộ đội, tiến hành tập huấn cán bộ, huấn luyện bổ sung chiến thuật sát yêu cầu trận đánh, tiến hành hội nghị quân sự dân chủ bản cách đánh đến các cấp, tạo sự thống nhất và quyết tâm chiến đấu cao. Thực hiện kế hoạch, ngày 30 tháng 3 năm 1972, năm cánh quân của sư đoàn 5 làm lễ xuất quân. Trên vành mũ tai bèo, sau gùi, bồng ba lô của mỗi cán bộ chiến sĩ sư đoàn đều dán khẩu hiệu quyết tiêu diệt gọn chiến đoàn 9, đánh quỵ sư đoàn 5 ngụy Sài Gòn, giải phóng Lộc Ninh, giành cờ quyết thắng của Bộ Chỉ huy miền. Sáng ngày 4 tháng 4 năm 1972, các cánh quân của ta đã vào vị trí tập kết đúng quy định. 4 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 4 năm 1972, thế trận bao vây của ta đã siết chặt. 5 giờ 30 trận tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh bắt đầu. Liên tiếp trong 30 phút, các loại hỏa lực cối 160, 120, 82 ly và các loại hỏa tiễn của ta bắn phá mạnh vào sở chỉ huy chiến đoàn 9, chi khu quân sự Lộc Ninh và các trận địa pháo của địch. Cùng lúc trận địa cối 82, DKZ các trung đoàn 2, 3 bắn quyết liệt vào các lô cốt của chiến đoàn 9, yểm trợ cho các cánh quân áp sát hàng rào, mở cửa vào bên trong sân bay và cứ điểm. 9 giờ 30 Trung đoàn một thiết giáp ngụy từ ngã ba Lộc Tấn kéo vào giải vây cho chi khu quân sự Lộc Ninh, đã lọt vào trận địa phục kích của Trung đoàn 3, Sư đoàn 9. Ta và địch quần nhau trong các lô cao su từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều. Ta đã diệt 16 xe M113 và nhiều tên địch, buộc chúng phải quay lại ngã ba Lộc Tấn. Trận địa pháo của hai trung đoàn 28 và 42 của ta theo kế hoạch tiếp tục bắn chính xác vào sở chỉ huy, các trận địa pháo của địch, khiến chúng bị tê liệt tạo điều kiện cho các trung đoàn 2, 3 của ta áp sát hàng rào và mở thêm 5 cửa ở các hướng. Suốt đêm ngày 4 tháng 4 năm 1972, pháo địch điên cuồng bắn phá vào các khu vực làng 2, phía đông thị trấn Lộc Ninh, phía tây ngã ba Lộc Tấn, hòng ngăn chặn lực lượng ta tiếp tục tấn công. 3 giờ 45 phút ngày 5 tháng 4 năm 1972, trung đoàn một thiết giáp địch điều 10 xe M113 từ làng 5, bung ra khu vực của tiểu đoàn 9 trung đoàn 3 của ta đang tập kết tại Bắc Làng 3 để giải tỏa đường 13, đã bị tiểu đoàn 9 kịp thời nổ súng, bắn cháy 4 xe, buộc chúng phải lùi lại làng 5. Bộ phận công binh của sư đoàn phối hợp chiến đấu, tiến hành bố trí bã mìn chặn diệt thêm 5 xe cơ giới, khiến trung đoàn 1 thiết giáp địch không dám mò ra phản kích nữa. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, Trung đoàn một thiết giáp ngụy cùng tiểu đoàn 74 biệt động và một đại đội bảo an địch từ Hoa Lư đưa quân về cứu nguy cho chi khu Lộc Ninh. 8 giờ sáng, tất cả chúng lọt vào trận địa phục kích của trung đoàn 3 sư đoàn 9 của ta. Sau 3 giờ chiến đấu ta diệt hai chi đoàn xe thiết giáp và tiểu đoàn 74 biệt động, bắn cháy 56 xe, bắt sống 34 xe và 130 tù binh. Theo kế hoạch, sau 4, 5 ngày vây lấn, ta sẽ thực hành tấn công. Nhưng trước diễn biến chiến dịch thuận lợi, sư đoàn hạ quyết tâm thực hành tấn công tiêu diệt cứ điểm Lộc Ninh sớm hơn dự kiến. Được cấp trên chấp thuận, đúng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 4 năm 1972, toàn sư đoàn đồng loạt dội báo lửa xuống căn cứ chiến đoàn 9, chi khu quân sự Lộc Ninh, trại biệt kích và trận địa pháo địch. Sau 30 phút pháo cấp tập, ta đã tiêu hao một bộ phận sinh lực địch và làm tê liệt hoàn toàn hai trận địa pháo của chúng, phá hủy một kho đạn và nhiều công sự, lô cốt 5 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 4 năm 1972, pháo ta cấp tập lần hai, bộ binh, xe tăng ta vượt cửa mở thọc thẳng vào sở chỉ huy địch. Quân lính địch vô cùng hoảng sợ, phần lớn tháo chạy khỏi trận địa. Các hướng tiến công của ta nhanh chóng đánh chiếm sở chỉ huy địch. Đúng 7 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 4 năm 1972, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta đã cắm trên nóc hầm sở chỉ huy chiến đoàn 9. Trước thất bại không sao cứu vãn được của cụm cứ điểm Lộc Ninh, tên đại tá Nguyễn Công Vĩnh chiến đoàn trưởng và thuộc hạ của y phải tháo chạy cùng hàng trăm bộ binh, địch lọt vào trận địa chốt chặn của trung đoàn 1. Ta và địch quần nhau quyết liệt, ta tiêu diệt một tiểu đoàn địch, thu hàng trăm súng, bắt sống 150 tù binh, trong đó có tên đại tá Vĩnh và bốn cố vấn Mỹ. Đến 14 giờ ngày mùng 7 tháng 4 năm 1972, ta hoàn toàn làm chủ chi khu quân sự Lộc Ninh và sở chỉ huy chiến đoàn 9 ngụy. Các đơn vị tiếp tục bao vây, bức hàng toàn bộ hệ thống đồn bóp bảo an dân vệ xung quanh Lộc Ninh, bù đốp. Qua ba ngày đêm liên tục chiến đấu kiên cường, trận Lộc Ninh, trận then chốt mở màn cho chiến dịch đã kết thúc thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là nguồn cổ vũ to lớn cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bước 2 của chiến dịch. Từ khi được giải phóng, do có vị trí quan trọng, từ năm 1972, Lộc Ninh đã trở thành thủ phủ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trở thành trung tâm chính trị, quân sự, ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi